Mệt à? Đi mãi mới tìm thấy cái ghế. Ghế này không phải ghế của cậu. Cái ông này làm gì ạ? Ghế công viên hôm nay êm đặc Vân ạ. Đi từ đấy xóm mệt. Em thích ngồi đây. Em thích ngồi chưa? Em không biết. Em được ngồi đây mà. Chỗ nhiều người nhảy quá. Thế anh muốn ngồi đâu à? Không, ý em là em muốn ngồi đây. Nhưng mà anh bảo là ngồi đây nhiều người để ý quá. Thì anh muốn ngồi đâu để ít người để ý ạ? Này, mẹ không để ý rồi. Thôi em thích ngồi đây, có được không ạ? Có được không ạ anh? Chả nhau đâu. Chắc là tao quay. Được không anh? Đấy, anh Thành bảo không nhiều lắm à? Không thì... Duyên trời, ông trời đã định rồi thì anh không lên làm trái. Không. Thôi mình làm quen anh được, chắc là sao quen không sao. Đúng không anh? Chẳng được chứ? Dạ. Đấy ai mà không được. Vâng. Thế em được ngồi đây mà. Ngồi cần ngồi đây nói lâu rồi. Ngồi đây thì sao ạ? Ngồi đây biết rồi. Vậy thế anh không kiềm chế được à? Anh không kiềm chế được à? Thế không ạ? Đây là chỗ đông người. Ê! Ê! Mình ngồi ngồi đó. Ê! Sao mình ngồi ngồi được một cái đâu? Đây bạn ngồi đây. Bạn ngồi đây. Mình ngồi nhờ một tí rồi mà. Nặng ông bạn. Nặng ông bạn. Không, mình đang hỏi bạn Nam nặng ông bạn. Cho em ngồi nhờ tí. Oh, what are you gonna do? Yolene! What are you doing? I don't know. Okay, let's go. Yeah, you got a photo in your mouth. That's okay. All right, thanks. I'm gonna go. Sorry. Hey guys. Yeah, actually, we've just been doing a prank video. Prank video. Oh, this was funny. Oh.